kính thưa quý vị, nhóm phóng viên của Đài Việt TV chúng tôi như Lê và Thùy Vân đang có mặt tại thành phố Nữ Ước ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 6 năm 2024 để tham gia vào cuộc diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 39 do Cơ quan Di dân Liên Hiệp Quốc tổ chức. Năm nay, cộng đồng Việt Nam của chúng ta tham dự với chủ đề Bắc Trung Nam. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh phóng viên chúng tôi ghi nhận sau đây. Theo thông lệ hàng năm, cuộc diễn hành văn hóa quốc tế do Cơ quan Di dân Liên Hiệp Quốc tổ chức tại thành phố New York cho đến nay đã bước sang năm thứ 39. Mục tiêu của cuộc diễn hành này đặc biệt dành cho những cộng đồng di dân trình diễn văn hóa bản xứ của họ qua âm nhạc, trang phục, các vũ điệu hoặc xe hoa, v.v. Riêng về đoàn diễn hành của cộng đồng Việt Nam, thì cộng đồng người Việt quốc gia tại New York vẫn là tổ chức đứng ra chịu trách nhiệm điều hợp và liên kết để nhiều hội đoàn, đoàn thể cộng đồng người Việt quốc gia khắp nơi và Canada tụ họp về thành phố New York, nơi được mệnh danh là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của thế giới. Kính thưa quý vị, sau cái đại dịch thì năm nay là năm thứ ba mà anh em đã đứng ra để mà tổ chức cái diễn hành văn hóa quốc tế với cái sự nỗ lực của những anh em trẻ đó. Và anh em đã rất là mất nhiều thời giờ để mà lo chuẩn bị. Như quý vị đã thấy là đến đây từ sớm để mà set up những cái xe hoa, và đặc biệt chương trình năm nay để nói lên tất cả ba miền của mình là Nam Bắc Trung, đó là cái chủ đề chính của chương trình cho diễn hành văn hóa quốc tế ngày hôm nay. Năm nay thì rất là phấn khởi, đồng hương mình tới rất là đông, phái đoàn thì có khoảng chừng 28 phái đoàn sẽ tới đây, còn xe hoa thì chúng tôi có là 4 xe hoa tất cả. Năm nay của diễn hành văn hóa là Việt Nam ba miền, thì mỗi một xe hoa đại diện cho một miền, miền Bắc, Trung và Nam. Rồi một cái xe hoa cuối là của Hội Thánh Em Cao Đài. Bên cạnh chúng tôi cũng có Tây Tạng đây. Năm nay đặc biệt là sẽ là đông hơn năm ngoái nữa. Năm ngoái cũng khoảng chừng 300-400, năm nay tôi dự dụ khoảng chừng 600-700 người Việt Nam của chúng ta bay từ khắp thế giới tới để tham gia cuộc diễn hành văn hóa này. Cảm ơn đồng hương. Năm nay vì ban chấp hành đã bắt đầu nhờ những hậu duệ vào tổ chức và đóng góp đắc lực hơn, thành ra Thái Hà đến sớm và có cái cơ hội trực tiếp để mà tiếp đón đồng hương từ các nơi về. Và cái số phòng mà chúng tôi gọi là đặt trước cho đồng hương đã tăng lên gấp đôi, và khách sạn nó hoàn toàn sold out trước đó một tuần thôi quý vị. Và giờ chót vẫn còn rất nhiều đồng hương đến, thành ra chúng tôi phải thu xếp để có một cái khách sạn thứ hai nữa để mà backup. Rồi ngoài ra vấn đề đưa đón thì số đồng hương cũng tham dự nhiều hơn, cho nên cái số người đưa đón lại bị giới hạn. Thưa quý vị, dĩ nhiên nó gây những cái sự khó khăn thêm, cản trở thêm cho ban tổ chức trong vấn đề nhân sự. Nhưng cái điểm vui ở đây là mặc dù kinh tế khó khăn, giá tiền cái gì cũng cao hết, khách sạn, giá vé máy bay, ăn ở, nhưng mà đồng hương của chúng ta đến từ khắp nơi rất nhiều, rất đông, có những cộng đồng mới tham gia năm nay, chẳng hạn như là Colorado, Oklahoma và thêm người ở từ những cái tiểu bang khác. Thành ra đó là một cái điều rất là khích lệ cho ban tổ chức, thưa quý vị. Và thay mặt ban tổ chức Thái Hà xin trân trọng cảm ơn cái sự hỗ trợ, yểm trợ tinh thần, tài chính, thời gian của tất cả quý vị đã đến đây, và như vậy đã giúp cho ban tổ chức chúng tôi có cái điều kiện để mà tiếp tục và phát huy văn hóa và gìn giữ cái màu cờ thiêng liêng của Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn quý vị. Lễ khai mạc diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 39 được bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng với nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, quốc ca Hoa Kỳ và một phút mặc niệm. MC Thái Hà đại diện cho ban chấp hành và ban tổ chức có lời chào mừng và cảm tạ đến các cộng đồng về tham dự. Xin trân trọng chào đón tất cả quý vị đã đến từ khắp nơi tham dự, nhiệt thành hỗ trợ, đóng góp tài chính và thời gian quý báu cho cộng đồng người Việt quốc gia New York trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam, gìn giữ màu cờ vàng ba sọc đỏ linh thiêng của Việt Nam Cộng Hòa. Sự đóng góp quý báu của quý vị chắc chắn sẽ giúp cho việc tổ chức diễn hành văn hóa quốc tế 2024 và những năm kế tiếp được thành công mỹ mãn.
và cộng đồng người Việt quốc gia New York rất vinh dự được đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia trên toàn thế giới tham dự diễn hành văn hóa quốc tế do Văn phòng Di dân Liên Hiệp Quốc tổ chức từ năm 2000. Và cho đến nay tính ra người Việt tị nạn chúng ta đã tham dự 24 lần liên tiếp buổi diễn hành trọng đại này. Tiếp theo là phần phát biểu của các thành viên trong ban tổ chức, đại diện các tôn giáo và quan khách tại địa phương. Cái mục đích của cái diễn hành văn hóa là để chúng ta bảo tồn văn hóa của Việt Nam chúng ta hơn 4.000 năm. Đó là chúng ta bảo tồn cờ vàng ba sọc đỏ, còn chính nghĩa mà chúng ta đã ôm ấp mang theo trên con đường tìm tự do. Chúng ta vẫn giữ gìn văn hóa và mỗi năm được có một chủ đề khác nhau. Năm nay chủ đề Bắc Trung Nam và các cô gái để chứng tỏ sự đoàn kết của người Việt chúng ta ở đây. Người Việt còn, tiếng Việt còn và văn hóa Việt Nam còn. Do đó chúng ta cùng nhau và chung tay giúp cho cái diễn hành văn hóa quốc tế hàng năm chúng ta luôn luôn được duy trì và phát triển ngày càng mạnh hơn, cũng như càng nhiều người càng về đông về tham dự đông hơn. Ông Tấn là người khởi xướng lên ở đây và chúng tôi cũng đã sát cánh với ông nhiều năm qua, cho nên hôm nay tôi xin phép để cho tín đồ cao đài được kính lại ông và mà kính cầu nguyện cho ông. Hôm nay một buổi sáng rất là đẹp trời tại New York, nhưng đẹp hơn là trái tim và tình yêu thương quê hương và dân tộc. Dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta phải gìn giữ văn hóa, vì chúng ta còn văn hóa thì chúng ta còn tất cả. Xin kính mời ông Tuấn Lê, ứng cử viên Quốc hội Hoa Kỳ. Người Việt của mình ở Mỹ 49 năm và Hội Văn hóa 24 năm. Thì Tuấn Lê muốn cái con số 50 năm mình ở Mỹ và 25 năm kỷ niệm. Tuấn Lê sẽ mong muốn làm sao mình xuất hiện với vai trò là người trong Hạ viện của Liên bang. Đó là cái niềm khao khát với tôi Tuấn Lê bây giờ để có thể phục vụ tất cả người Việt của mình ở nước Mỹ nói riêng. Trước khi kết thúc lễ khai mạc, đại diện các hội đoàn, cộng đồng, văn nghệ sĩ về tham dự cũng có lời chia sẻ và phát biểu. Năm nay với chủ đề Bắc Trung Nam, chúng ta thể hiện một khát vọng thống nhất đất nước trong tinh thần tự do dân chủ trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, nếu mà tất cả người Việt chúng ta ở hải ngoại đều đồng lòng với nhau ngăn chặn những cái sự bành trướng của Cộng sản Việt Nam, như cộng đồng Houston vừa qua đã nhờ tất cả cái sự ủng hộ của các cộng đồng bạn đã chặn đứng được cái sự mà thi hành quyết định 1334 tại thành phố Houston và đã tạo ra một cái sự tổn thất rất là nặng nề đối với lại những kẻ nào mà tiếp tay cho Cộng sản để mà thi hành cái quyết định 1334. Luôn luôn hỗ trợ cho ban tổ chức để chúng ta được duy trì và phát triển cái diễn hành văn hóa. Đó là để và cái lá cờ vàng luôn luôn tung bay trên đường phố New York, và đó là biểu tượng của sự sống còn của người Việt tự do chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các cô, các chú, các bác đã luôn luôn dẫn ngọn đuốc soi đường cho thế hệ sau của chúng con biết được nguồn gốc của mình và biết được mục đích của mình sống làm gì và cần phải làm gì cho quê hương đất nước sau này. Những người hậu duệ của Việt Nam, con cháu của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên chúng tôi đã có một nguyện vọng là tất cả những cái event nào mà Việt Nam Cộng Hòa là chúng tôi đều sẽ ủng hộ. Người Việt quốc gia chúng ta có mặt ở Hoa Kỳ này cũng đã gần 50 năm. Mà 39 năm chúng ta đã dương cao lá cờ vàng trên đại lộ lớn nhất của thành phố New York. Ngoài cái biểu dương tinh thần dân tộc và những cái trang phục cổ truyền, thì chúng ta cũng gửi đi một cái thông điệp chính trị rất là lớn trên toàn thế giới, là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta vẫn được bảo tồn. Chúng tôi đến đây tham dự như một trách nhiệm, chứ không còn là tham dự để như một cái cuộc vui nữa. To all the people out there watching this, please remember of our heritage. And our heritage is represented by the yellow flag with the three red stripes. So please come every year, help us spread the word and help us maintain and protect this flag, the yellow with the three red stripes flag. Xin được đại diện cho phong trào hương ca hôm nay về đây phái đoàn hơn 20 người, đặc biệt là trong đó có 10 em là thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Chúng tôi đem các em về đây với mục đích đó là đưa cho các em về cái ngọn cờ ở tại New York và cũng muốn cắm cái ngọn cờ vàng trong tim của các em. Yeah. Có như vậy đó thì cái ngọn cờ nó được lưu truyền từ cái thế hệ này qua thế hệ khác. Chân thành cảm tạ cộng đồng người Việt tại New York đã bằng tất cả tấm chân tình, sức lực, tài chánh để thực hiện chương trình ý nghĩa này. Và xin kính chúc tất cả quý vị
khắp nơi được thật nhiều sức khỏe, an vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Mục đích của cuộc diễn hành văn hóa quốc tế hàng năm là để giới thiệu các truyền thống, giá trị văn hóa và sự đoàn kết của người Việt tị nạn Cộng sản ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hơn 25 năm qua, cộng đồng Việt Nam từ khắp nơi cũng như một số đồng bào từ các quốc gia khác đến gặp nhau tại thành phố New York để tham gia cuộc diễn hành. Đây cũng là một cơ hội để chúng ta phô diễn lá cờ chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa. Dù gần 50 năm lưu vong, tản mát khắp mọi phương trời, vẫn đoàn kết, vẫn yêu màu cờ tổ quốc và một lòng kiên trì tranh đấu cho quê hương Việt Nam thân yêu có một ngày mai tự do, dân chủ, nhân quyền và hạnh phúc. Tổng hội Cựu tù nhân chính trị là một trong các hội đoàn, trong đó chính là cộng đồng New York, đồng trưởng ban tổ chức ngày diễn hành văn hóa quốc tế năm nay. Cái ý nghĩa năm nay mà chúng tôi chọn là Bắc Trung Nam, tức là Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Mỗi năm chúng tôi đều chọn một cái đề tài và cái đề tài đó thể hiện được cái văn hóa hơn 4.000 năm của nội giống Việt Nam. Diễn hành văn hóa quốc tế là do Liên Hiệp Quốc đứng ra tổ chức, gồm có nhiều sắc tộc giống như nước Mỹ. Chứ không phải là chúng tôi là tổ chức cái diễn hành văn hóa quốc tế. Liên Hiệp Quốc đứng ra tổ chức và chúng ta thể hiện cho văn hóa của nội giống Việt Nam. Đó là ý nghĩa. Lần này cái ý nghĩa là chúng tôi chọn ba miền Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Vâng. Và chúng ta xây dựng một cái thế hệ thanh niên thiếu niên để chỉ tôn trọng cờ vàng, không bao giờ sống chung và hòa giải với Việt Cộng. Chúng tôi ở đây thành tựu thường xuyên tổ chức cũng như tham dự tất cả các cuộc diễn hành văn hóa từ đầu tiên cho đến bây giờ. Ngày hôm nay chúng tôi muốn đến dự cái diễn hành văn hóa, thứ nhất là phô diễn cho thế giới cái nền văn hóa Việt Nam. Đức Lão Tử còn nói, làm thầy thuốc mà lầm thì hại một người, làm chính trị mà lầm thì hại một nước, làm văn hóa mà lầm thì hại muôn đời. Trình diễn văn hóa đối với chúng ta cũng là trình diễn thực chất cái tinh thần của nền văn hóa Việt Nam. Ngoài ra chúng ta còn vẫy lá cờ vàng ba sọc đỏ để làm sống lại tinh thần Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một tinh thần bất diệt mà chúng ta hy vọng vào một ngày nào đó lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ phất phới tung bay trên ba miền Trung Bắc Nam của Việt Nam. Bye.
cha đem miền đất mới, cờ tung bay trên những phố lô bóng xưa người, cờ bay mang khát vọng dân chủ tự do, cờ bay bao con co gian nan lướt qua, cờ bay trong đêm linh thiêng, cờ bay buổi sáng tinh mơ, anh ơi anh mời miền quang dòng dân lang hồng, cờ vang tung bay. Đây là ngày rất trọng đại của và đây là lần thứ mấy chú tham dự cái chú tham dự lần thứ tư và biếu đi phụ biếu đi phụ. Quá vui luôn. Dạ, cảm nghĩ của chị ngày hôm nay như thế nào? Rất là hạnh phúc. Dạ, được mọi người được về rất là đông đảo. Chứng tỏ là người Việt của mình đồng hương khắp nơi vẫn rất là hưởng ứng những cái chương trình làm để mình tiếp tục phổ biến được cái văn hóa của mình năm nay. Như cha ông vẫn thường kia tha
chết một lần, hãy sống cho vinh quang. Màu cờ vàng ba sọc đỏ sáng tươi tình nước Việt Nam, đây quê cha vẫn đầy bão này rất là ý nghĩa, vì đây là cơ hội để chúng ta biểu dương Việt Nam Cộng hòa của chúng ta với thế giới, và mình được làm những cái chuyện này ở ngay đại lộ America, tức là ngay trung tâm của New York City luôn, thành phố lớn nhất ở Mỹ, thì cái đó là một cái hãnh diện cho người Việt Nam tị nạn của chúng ta. Thì Ngọc Dung rất là mong mỏi mà mỗi năm cộng đồng người Việt chúng ta tụ tập về đây thật là đông đảo để tham gia diễn hành văn hóa quốc tế, để chúng ta có tiếp tục duy trì và bảo trì nền văn hóa Việt Nam Cộng hòa của chúng ta. Và đây là con trai út của Ngọc Dung đã theo mẹ từ những năm đó tới giờ. How you feel? Sleepy. Are you happy to be here? I go here every year. You go here every year. Và bây giờ là rất rất vui, năm nào cũng hỏi mami có tháng 6 này mình có đi hay không. Thì Ngọc Dung hy vọng là mỗi năm, cũng như các kêu gọi những các bạn trẻ khác, cũng đem con kem của chúng mình đem về đây để đi diễn hành văn hóa và để cho nêu gương cái văn hóa Việt Nam tốt đẹp của chúng ta. Thưa chị, theo Thùy Vân được biết là có một số dư luận họ muốn đem cái cuộc diễn hành văn hóa quốc tế này đi qua những địa bàn khác. Thì lý do tại sao mà chúng ta phải tổ chức tại New York thưa chị? Lý do mà chúng ta tổ chức ở New York là bởi vì cái cơ quan di trú người di dân của quốc tế đặt ở trụ sở của Liên Hiệp Quốc đặt ở New York này. Và chính cơ quan đó là người tổ chức hàng năm cho những nước có người di dân mà thôi. Chứ cuộc diễn hành văn hóa hôm nay là không có người Mỹ trong đó. Cho nên là với lại về mặt ngoài cái việc biểu dương cái truyền thống văn hóa của Việt Nam chúng ta, giới thiệu với quốc tế những cái trang phục cổ truyền mà như chị thấy hôm nay của ba miền Bắc Trung Nam, thì về mặt chính trị chúng ta cũng đưa một thông điệp đến với quốc tế, bởi vì New York này là một thành phố lớn về thương mại và kinh tế cũng như chính trị của Mỹ, thì chúng ta gửi đến thế giới lá cờ Việt Nam Cộng hòa của chúng ta, mà người Việt chúng ta đã 50 năm lưu vong vẫn gìn giữ được cái lá cờ của Tổ quốc, bởi vì cha ông ta đã chiến đấu rất là anh dũng cũng như hy sinh rất là nhiều cho thế hệ của chúng tôi ngày hôm nay ở tại Mỹ thưa chị. Văn hóa còn, người Việt Nam còn. Chính vì thế chúng ta tham dự để cho thế giới biết rằng tuy chúng ta sống tha hương nhưng nền văn hóa của người Việt Nam chúng ta đem theo. Từ nhất là năm nay Trung Nam Bắc đã đưa cho chúng ta trở về cội nguồn và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có ba miền nhưng chúng ta vẫn là một quốc gia và chúng ta sống trong một chính nghĩa và đoàn kết để xây dựng một cộng đồng nơi xứ ngoài. Càng proud because to be part of this parade, tại vì không có nhiều người biết những cái culture, thì cũng thích share and walk down a parade để người nhiều biết and share my culture của mình. Việt Nam! Con tên là Phú Nguyễn, năm nay mình làm cái parade ở trong Manhattan, cái Immigrant Parade, để giúp nhóm mấy người Mỹ để thấy cái đồ của Việt Nam mình có, để cho mấy người biết mình làm gì, mình có gì, mình là ai. Con là cũng người Việt, con có, I do feel proud being here and representing all that we are, our culture, everything we have. Dạ, Giang Tỷ cũng như là Ban Hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện đi từ hôm thứ ba đi tới New York, trên đường đi thì tổng cộng là 7 anh chị em. Tụi em đi cái diễn hành văn hóa quốc tế là nói lên cái tinh thần người Việt quốc gia.
lúc nào cũng yêu lá cờ vàng ba sọc và luôn noi gương theo cha chú bác, và rất là mong lớp trẻ dấn thân ra. Tụi em cũng là bên hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và rất là hân hạnh được tham dự hôm nay. Đây là cái nét văn hóa của cộng đồng Việt Nam, và nhất là chúng ta giơ cao ngọn cờ vàng ba sọc đỏ chính nghĩa trên đại lộ của New York ngay tại Liên Hợp Quốc. Thì đây là một cái message gửi về không những những người đi ở đây mà khắp nơi người Việt trên toàn thế giới, chứng tỏ rằng chúng ta đi qua đây 49 năm vẫn không bao giờ quên quê hương và xứ sở, và ngọn cờ vàng vẫn bay tung bay trên đường phố New York và khắp nơi trên toàn thế giới. Diễn hành văn hóa biểu dương cái văn hóa Việt Nam và sức mạnh cộng đồng tị nạn, và nhờ đó chúng ta mong rằng và ngọn cờ vàng này sẽ tung bay trên đường phố Sài Gòn trong một ngày hội lớn khi chúng ta diễn hành, khi đất nước Việt Nam trở lại dân chủ, thanh bình và thịnh vượng. Thì thưa quý vị, đây là một cái chương trình mà cộng đồng Hiếu Sinh lúc nào cũng hỗ trợ. Không biết là năm nay là năm thứ bao nhiêu mà anh chị em của chúng tôi đến đây để tham dự cái chương trình này. Một cái chương trình rất là ý nghĩa, mặc dù là tốn kém rất là nhiều, nhưng mà phải nói là vì một cái chương trình rất ý nghĩa, nếu chúng ta không tới hỗ trợ cho những cái cuộc mà diễn hành văn hóa quốc tế này đó, thì chắc chắn là Cộng sản Việt Nam nó sẽ nhảy vào và nó sẽ kiếm cái chỗ của chúng ta, và quý vị sẽ thấy những cái lá cờ báo nó tung bay trên thành phố New York. Cho nên chúng ta bắt buộc bằng bất cứ mọi giá, mỗi năm chúng ta phải tới đây đem lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta để mà diễn hành cho người ngoại quốc, người Hoa Kỳ thấy rằng là đây mới là cái lá cờ chính nghĩa của Việt Nam chúng ta. Diễn hành văn hóa quốc tế năm nay thì chúng tôi có cái cỗ xe của đạo, thì cái thông điệp năm nay là cái điều khoản là thứ nhất luật thương yêu, thứ hai quyền công chánh. Nếu thế gian này sống trong cái theo cái luật thương yêu và quyền công chánh thì thế giới chúng ta sẽ có một cái sự an ổn, không có còn phải có những cái chiến tranh. Và cái thông điệp thứ hai là hai cái câu liễn của đạo: cao thượng chí tôn đại đạo, hòa bình dân chủ mục, đài tiền sùng bái tam kỳ cộng hưởng tự do quyền. Đại khái cái ý nghĩa như thế này: thì Đức Chí Tôn, Đấng Thượng Đế ở trên cao hơn hết, mở ra cái nền đạo lớn nhắm tới hòa bình, dân chủ, nhân loại cùng chung hưởng quyền tự do. Đó là cái quyền bất khả xâm phạm mà nhân loại khắp nơi trên thế giới đều được hưởng do Thượng Đế ban ra cho muôn loài. Thì không có một cá nhân nào, một cái tổ chức nào, một cái đảng phái nào, một cái quốc gia nào có quyền trước đi cái quyền tự do của mỗi cá nhân con người. Và tôi là 85 tuổi, tôi vẫn đi để mà giúp cho cộng đồng và các trẻ thấy được cái tinh thần quân dân tộc của quốc gia Việt Nam mình, nên nhất định phải bảo vệ cái cờ vàng chính nghĩa tại Washington, tại New York này mãi mãi. I am here to celebrate in New York City Times Square our Vietnamese cultural heritage. It is important for us to preserve our Vietnamese root. Especially, we are so proud of our flag with the yellow flag and the three red stripes to preserve our liberty and our freedom. Thank you so much for being here, and I want to say thank you to everybody and all our supporters. Please come out and support us. Thưa quý vị, chúng tôi là những người ở phong trào hưng ca Việt Nam. Tôi là Ngọc Hà, đến từ Oregon. Câu này là từ em là Thúy Hằng, đến từ Fort Worth, Dallas. Tôi là Hồng Ánh, từ Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma. Mình là Ngọc Thúy, đến từ Portland, Oregon. Chúng tôi là Chi Huệ, đến từ Dallas. Và lần này đặc biệt là phái đoàn chúng tôi đến đây rất là đông để tham dự ngày diễn hành văn hóa. Xin được cảm ơn. We are here today to show that Tibet is a rich cultural, that we have our own country with rich cultural, like you can see all the colorful over here, and this is my Tibetan flag that we raise high in the sky. So we are here since last 7 years. We are joining this parade, and we are so proud to show that within the immigrants, we are one of that. We are in America, but we belong to Tibet. And we have own cultural, we have own language. We are here to show that we are one country called Tibet. Đây là nhóm motorcycle của người Việt Nam, gọi là Việt Hawks. Thì anh em hôm nay là cũng có cơ hội đến đây để gặp và
ủng hộ cộng đồng người Việt ở Mỹ hay là ở hải ngoại. Đây là có một nữ tướng một mình lái xe mô tô. Đoàn mô tô này rất là đẹp, thành hy vọng năm tới các cháu lại trở lại nữa. Ok. Ngày diễn hành văn hóa quốc tế là một cái cơ hội để vinh danh với quốc tế. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là một căn cước tị nạn của người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại. Cho nên thằng người cộng sản có chân trong Liên Hợp Quốc nhưng nó không được tham dự trong cái buổi diễn hành này. Cho nên rất là cay cú, 39 năm nay luôn luôn lúc nào cũng khiếu nại mà không được. Vì thế cho nên tất cả các đồng hương người Việt quốc gia tị nạn cộng sản nên đóng góp tài chánh để yểm trợ cho cái cuộc diễn hành văn hóa quốc tế này. Nếu chúng ta lơi tay thì ban tổ chức sẽ không còn cơ hội tổ chức cái diễn hành này, thì chừng đó cái cuộc diễn hành này sẽ là cờ đỏ sao vàng, thì chúng ta sẽ mang tội với tổ quốc và hồn thiêng sông núi. Vừa rồi là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại cuộc diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 39 tại thành phố New York. Như Lê và Thùy Vân xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào những lần phóng sự kế.